Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cùng quý vị và các bạn sẽ trải nghiệm mà xem việc câu cá ở trên sông quê sau bão như thế nào nhé. Bây giờ thì bão cũng đã tan và bầu trời thì rất là sáng, không khí thì cũng rất là mát mẻ. Không biết là sau cơn bão thì thành quả câu cá của các anh sẽ như thế nào. Hôm nay thì sau bão nhưng mà có rất nhiều cần thủ đã đến đây để câu cá. Bây giờ thì đã cũng đã là tầm chiều chiều rồi. Tuy nhiên là cũng rất nhiều cần thủ đến đây để câu cá sau bão. Đây là thành quả của mấy anh câu cá sau bão. Anh trắng là gì? Sốp. Để em biết nó mồi ra cho là. Hai con đấy rồi. Đó. Nói thầy như thế thì sao thầy chỉ đạt nghề câu cá. Sao mà thầy. Thầy Giang thầy nhìn nó mạnh như kìa. Cái rổ như kìa. Trời ơi bay. Vụt đẹp đấy, muộn quá à. Ô tì xử. Một cá môi mình bành hẳn lên à. Bành hẳn lên rồi. Lật quả trí tử ấy. Nhưng mà giật mạnh cũng có đổi đâu. Lúc ra cầm cành. Đang cầm cành cũng quăng ra đi. Sừng rồi. Rồi chung. Bạn thử thế. Đang thù cơm rồi nhắm cả cành. Cả bánh đậm thế em. Sau bão mà có nhiều anh cần thủ đi câu quá. Đây có một anh cần thủ là đang làm trộn mồi câu cá đây. Xin chào các anh nhé. Chào anh ạ. Vâng, chào cô. Thế anh ơi, anh làm cái mồi cá này thì có khó không anh? Mồi này khó lắm cô ạ. Anh làm mồi cá thì làm thế nào mà anh lại có thể câu được những con cá to như thế này ở sông quê ạ?
Nếu mà làm nói về làm mồi thì một là cô phải hỏi anh Nam và đằng kia. Hai là hỏi anh Mạnh cái kia. Vâng. Mấy anh kỳ cựu toàn câu cá to thôi. Vâng. Anh ấy làm mồi kinh nghiệm rồi. Mạnh có cái ấy điện không? Có cái gì để câu điện không nhỉ? Câu điện cái pin còn không? Pin thì có không Lan? Bây giờ đã là tầm chiều tối rồi nhưng mà các anh vẫn rất là hăng say cho cái việc câu cá. Đều có cả. Hả? Ở thùng có chó nhiều lắm. Thùng á? Thùng Mạnh có cầm ra không? Đấy, sáng ông nào cứ bộ ông Mạnh. Nhưng chưa... có không anh? Cứ bộ ông Mạnh chưa nổ đi. Có không anh? Mà. Giờ cứ làm cho một loạt. Pin ở đâu? Cân rưỡi. Đâu rồi? Cân. Cái cần... Đúng rồi, các anh câu cá ở đây cả nhưng mà các anh rất có ý thức cả, bảo vệ môi trường. Cả buổi sáng mà chỉ trong chai nọ rồi ni lông là các anh ấy này để thu gom rất là gọn gàng. Thế có một anh cần thú cũng đang ngồi câu rồi, và chúng ta thử ra xem anh hỏi xem là anh làm mồi cá như thế nào mà thấy vừa rồi các anh câu được rất là nhiều cá và toàn cá to này. Xin chào anh ạ. Anh ơi, thế các anh câu cá ở sông quê này hôm nay là sau bão rồi thì có được nhiều cá không hả anh? Nói chung là trước cơn bão và sau cơn bão thì cá đi cắn mạnh hơn các ngày thường. À thế ạ. Nhưng mà trước cơn bão thì mạnh hơn là sau cơn bão. Dạ. Thế hôm nay thì các anh câu được nhiều không ạ? Hôm nay thì cũng mỗi anh em cũng được vài con thôi. Nếu mà tính cân thì anh nào nhiều nhất thì cũng được khoảng 5 cân. Vâng. Thế con cá trong ngày hôm nay các anh câu đi, con cá to nhất thì nó tầm khoảng bao nhiêu cân hả? Con to nhất thì chắc là khoảng 2 cân rưỡi. Vâng. Thế sông quê ở đây cũng nhiều cá anh nhỉ? Thế con sông này là nước nó rất là sạch, cho nên là cá nó rất là ngon. Chứ một số sông này nó ô nhiễm rồi, nhưng mà sông này không bị ô nhiễm, rất sạch. Vâng, đầy nước rất là trong đúng không ạ? Nhìn hình ảnh các anh câu cá tự dưng tôi lại nhớ đến một cái bài thơ mà như tôi đã đọc được ở đâu đó ở trên mạng. Đấy, có những cái câu như là cá dưới lòng sông lượn đáy sâu, chim trên bãi cạn ngỏng cao đầu, non xanh nước biếc lung linh sắc, lão tử khoan thai cần vút thả. Các anh câu 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 cá này thì các anh cần các anh thường câu xa được bao nhiêu mét hả anh? Cần này thì thường thường là cần xa nhất là 5m4, cần ngắn nhất là 4m. Vâng. Thế thì thường thường anh em ở đây thì câu cái tầm cần 4m đến 4m rưỡi thôi. Vâng. Đúng là cần vút thả đây anh nhỉ? Cá ở chỗ xa thì so với cái cá ở chỗ nông thì có gì khác nhau không ấy? Thực ra thì ở đây là câu chà bèo nó khác với lại câu ở ngoài nước trắng không có bèo. Nhưng mà chà bèo thì cá là nó ở cái chỗ là nó nhiều thức ăn, tôm tép nhiều cho nên là cá nó hay trú ngụ ở đây.
Cho nên là câu chà bèo này không cần câu xa, chỉ cần câu vừa đầu cần thôi. Và nếu mà câu ở các cái hồ dịch vụ thì nó không có bèo thì con cá nó sẽ đi lung tung. Nên nếu có một cái đám bèo nào đó thì là nó tụ tôm chép lại thì cá nó sẽ tụ ở chà bèo. Thế ở sông này thì cũng như thế. Nên nếu mà sông này mà câu ở nước trắng ở giữa kia thì không bao giờ có cá. Nhưng câu ở chà bèo là rất nhiều thì cá nó tụ ở đây. Thế ạ. Thế chính vì vậy mà các anh phải làm cái chà bèo này đúng không ạ? Để dụ cá đến đúng không ạ? Đúng rồi. Chà bèo này là con chà tự nhiên thôi. Chứ cũng không phải là làm đâu. Vì bèo nó ở các nơi nó dồn về thì nó gặp chỗ nào mà nó là có hủng sâu ấy thì là nó tụ lại thôi. Thì anh em là thấy cái chà bèo đẹp là tự xuống đây xong rồi là nhờ chủ vườn ở đây là mấy cái cầu để ngồi câu giải trí thôi. Nhưng mà gặp những cơn bão như vừa rồi đấy, trước bão hoặc sau bão thì rất nhiều cá to nó tụ vào, nó chắc là nó trốn bão. Thế nên là anh em là cũng nên đừng rất nhiều cá to. Thế là mồi cá thì có khó không ấy? Mồi thì mồi cá sông thì nó khác với lại mồi cá thả ở dịch vụ. Vì mồi cá sông tự nhiên thì không cần nhiều, nhưng mà mồi nó phải ngon. Còn mồi ở dịch vụ thì là người ta làm những cái quả mồi từ 5 cân đến 7 cân. Nhưng mà cá sông thì chỉ cần nửa cân mồi là được rồi. Anh em có thể ngồi nửa ngày được rồi. Thì mức độ cá nó không ăn không nhiều như ở dịch vụ. Dịch vụ thì là nếu mà mình làm mồi bé này thì nó chỉ ăn trong vòng khoảng 10 phút là hết mồi thôi. Nên là sông này thì là nó lượng cá nó không nhiều như nên là chỉ cần mồi bé là được. Thế câu cá ở sông quê này thì có khó hơn so với câu cá ở hồ dịch vụ không ấy? Nó khó hơn chứ. Nhưng mà được cái là nó phong cảnh nó mát mẻ đẹp, hoang dã. Nên anh em chủ yếu là cái món ăn tinh thần đấy, chứ còn thực ra con cá ở sông thì nó không biết là to hay nhỏ, không thể đoán trước được. Ở dịch vụ thì người ta thả bao nhiêu con người ta thông báo rồi, cá to mấy cân người ta thông báo, nhưng mà ở đây không ai biết được là cá như thế nào. Thì cái mức độ thú vị nó sẽ cao hơn. Quan trọng là cái cảnh vật ở sông này nó rất là đẹp, nên ngồi ở đây là nó mang tính giải trí rất cao. Đúng là thư giãn đấy anh nhỉ. Thư giãn đấy. Công nhận cảnh sông quê của mình rất là đẹp đấy, không khí thì trong lành và nước sông thì rất là trong. Cảm ơn anh nhé. Rồi, ok. Cảm ơn. Chúng ta sẽ đi xem tiếp một số cần thủ khác, xem là các cần thủ khác sẽ câu và câu như thế nào và thành quả ra sao nhé. Đây nhá, đây còn giỏ cá đấy nhá. Tí phỏng vấn cần thủ áo mai ô này, cần thủ này đã móng dài hạn một tháng rồi. Xem là chúng ta đi tiếp xem là anh cần thủ ngồi cái điểm câu cuối này xem anh đã thu được bao nhiêu cá rồi. Đây. Thì quay ở cái giỏ này. Xin chào anh ạ. Anh ơi, thế anh câu ở đây đã lâu chưa hả anh? À, tôi câu ở đây thì cũng được một thời gian rồi. Cũng được khoảng tầm một năm. Trên năm gì đấy. Không nhớ rõ lắm. Câu anh trong ngày hôm nay thì anh câu được bao nhiêu thời gian rồi ạ? Nói chung thì 3 giờ tôi đi. Đến bây giờ nó cũng được thời gian, nhưng mà nói chung câu cá thì nó cũng tùy theo, không được không không. Nhưng mà hôm nay câu sau bão này là thấy là tương đối, khác cần thủ là giật là cũng được. Thế là hôm nay sau bão nhưng mà cũng vẫn được rất là nhiều cá đúng không anh? Thường là sau bão thì cá bắt đầu nó đi ăn. Trong bão thì câu nó khó vì nó nhiều thức ăn. Sau bão này hôm nào của anh nó cũng sợ. Trong
Thế từ lúc anh ra đây đến giờ anh đã được con cá nào chưa ạ? Nói chung là hầu hết thì hôm nào cũng có cá. Nhưng mà cá ở sông thì mình cũng không thể biết được cá to cá bé. Nhưng mà ở đây thì một số người câu là được, cũng có người không được. Như tôi đây thì câu là từ 3 giờ ăn giờ thì cũng được 3 con. Và con to nhất thì được khoảng 1,5 cân, 2 cân. Và con nhỏ thì được khoảng 1 cân, trên 1,5 cân. Và thế là anh cũng đã được mấy con cá rồi. Bây giờ thử xem thành quả của anh xem nhé. Đây, anh vừa câu được như anh chia sẻ là anh câu được mới có 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà anh cũng đã được mấy con rồi. Đấy. Và đây là thành quả của anh cần thủ ngồi ở cuối đây. Đấy, anh cũng đã được mấy con cá rồi, và cá cũng rất là to. Vậy là sau bão thì là cá cũng rất to và cũng được khá nhiều, và hầu như là anh nào cũng có cá. À, thử đi tiếp ra đây xem là anh cần thủ này được bao nhiêu cá nhé. Đây, một anh cần thủ nữa cũng đã có một cái túi cá để xách về rồi. Đây là thành quả của anh ấy. Anh ơi, anh câu lâu chưa mà đã được nhiều cá thế này rồi anh? Câu từ đầu, câu từ sáng đấy. Hôm nay thì cũng... Con to nhất này thì được khoảng bao nhiêu cân này anh? Con này độ được 1,5 cân, 1,6 cân. Ui, con cá chép ngon, con sông này thì ngon lắm đấy. Con rô phi này thì cũng được khả năng được cân. Và đấy, còn được mấy con nhỏ nhỏ thôi. Và cái này sau bão mà các anh thu hoạch được thế này là quá là tuyệt vời rồi. Quý vị và các bạn ạ, cứ được trở về quê mà trải nghiệm những việc câu cá trên sông quê như thế này thì rất là thú vị. Và cảm thấy là tâm hồn rất là thư thái, thanh thản. Và có lẽ tôi cũng xin dừng clip tại đây. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.